Sách Thi Thiên chương 17. Xin Chúa giải cứu khỏi kẻ áp bức. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng nghe và xét lẽ công chính cho con. Để ý đến tiếng kêu cầu của con. Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con từ đôi môi không giả dối. Nguyện Chúa bên vực công lý cho con. Xin mắt Ngài xem xét đường ngay thẳng. Chúa đã dò xét lòng con, viếng con lúc ban đêm. Ngài thử nghiệm con nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Còn về công việc loài người, con nhờ lời Chúa phán mà giữ mình khỏi con đường của kẻ hung tàn. Con bước đi vững chắc trong đường lối của Chúa, chân con không vấp ngã. Lạy Đức Chúa Trời, con kêu cầu với Ngài vì Ngài sẽ nhậm lời con. Xin Chúa nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của con. Lạy Đấng giải cứu những ai nương náu mình nơi tay phải của Ngài, thoát khỏi những kẻ thù của họ. Xin bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt. Xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài, khỏi kẻ áp bức con, khỏi kẻ tử thù vây phủ con. Chúng đóng chặt lòng mình lại, miệng chúng nói cách kêu căng. Chúng vây phủ chúng con mỗi bước, mắt chúng dòm ngó để tìm cách quật ngã chúng con. Chúng giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ẩn mình rình rập. Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, đối mặt và đánh đổ chúng. Dùng gươm của Ngài mà giải cứu linh hồn con khỏi kẻ ác. Đức Giê-hô-va ơi, xin dùng tay Ngài giải cứu con khỏi bọn trần tục, là những kẻ mà phần của chúng chỉ có trong đời này. Ngài cho bụng chúng đầy dẫy những vật mà Ngài dành cho chúng. Con cái chúng cũng được dư dật và để lại phần còn dư cho hậu tự mình. Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa. Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 17. Đức Chúa Giê-xu hóa hình. 6 ngày sau, Đức Chúa Giê-xu đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ đi với Ngài lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ, mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng. Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây 3 cái trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đến, chạm vào họ và phán: Hãy đứng dậy, đừng sợ. Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Giê-xu. Đang khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Đức Chúa Giê-xu ra lệnh cho họ: Đừng thuật lại khải tượng này cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Các môn đồ hỏi Ngài: Vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Ê-li phải đến trước? Ngài đáp: Thật, Ê-li phải đến và phục hồi mọi việc. Nhưng ta nói với các con, Ê-li đã đến rồi mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý họ. Con người cũng sẽ chịu khổ nạn dưới tay họ như thế. Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về chăn báp tít. Đức Chúa Giê-xu chữa lành cậu bé bị quỷ ám. Khi Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ trở lại với đoàn dân, thì có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng: Lạy Chúa, xin thương xót đến con trai tôi. Cháu bị kinh phong, đau đớn lắm. Cháu thường bị ngã vào lửa và cũng thường ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được. Đức Chúa Giê-xu đáp: Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây cho ta. Đức Chúa Giê-xu quở trách quỷ và nó liền ra khỏi đứa bé. Ngay lúc ấy, đứa bé được lành. Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Giê-xu và thưa rằng: Vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp: Vì các con ít đức tin.
Ta nói rõ với các con, nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi này rằng hãy dời từ đây qua đó, thì nó sẽ dời, và chẳng có điều gì các con không làm được. Đức Chúa Giêsu lại báo trước về sự chết và sống lại của Ngài. Khi các môn đồ họp lại tại miền Galilee, Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ vô cùng đau buồn. Đức Chúa Giêsu nộp thuế. Khi đến thành Capernaum, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ: Thầy, các anh có nộp thuế không? Phi-rơ đáp: Có. Phi-rơ vào nhà, Đức Chúa Giêsu hỏi người trước: Simon ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sư, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài? Phi-rơ thưa: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn. Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá. Bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho ta với con. Sách A-mốt chương 3. Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Israel. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, là lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập. Ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi gia tộc trên đất. Vì thế, ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? Nếu sư tử không bắt được mồi thì nó có gầm thét trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì thì nó có rống lên trong hang sâu không? Làm sao con chim sa vào lưới giăng trên đất nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó? Bằng chẳng được gì thì lưới có giật lên khỏi đất sao? Khi kèn thổi trong thành thì dân chúng chẳng lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không giáng xuống? Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kính nghiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách Đốt và trong các đền đài của Ai Cập. Hãy nói rằng: Các ngươi hãy tụ họp trên các núi của Samari. Hãy xem bao rối loạn lớn ở đó và những áp bức giữa dân nó. Đức Giê-hô-va phán: Chúng không biết làm điều ngay thẳng. Chúng chất đầy của cải do bạo hành và cướp giật trong các đền đài mình. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Kìa, kẻ thù sẽ đến bao vây đất này. Nó hủy diệt sức mạnh ngươi và cướp phá những đền đài của ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân hay một lỗ tai ra khỏi miệng sư tử, thì con cái Israel ngồi tại Samari, trên gốc giường và trên trường kỷ của Đa-mách cũng sẽ được cứu như vậy. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán: Hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp. Trong ngày ta trừng phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ phá hủy các bàn thờ của Bê-tên. Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Bây giờ, ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hạ. Những nhà bằng ngà voi sẽ bị tàn phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va phán vậy. Sách A-mốt chương 4. Dân Israel không chịu ăn năn. Hỡi những con bò cái của Ba-san ở trên núi Samari, hãy nghe đây. Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn, và nói với chồng của mình rằng: Hãy đem thức uống đến đây. Chúa Giê-hô-va đã lấy đức thánh khiết của Ngài mà thề rằng: Thì giờ sẽ đến trên các ngươi, khi người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dùng lưỡi câu mà bắt những kẻ sống sót của các ngươi. Mỗi người trong các ngươi sẽ chui ra qua những lỗ thủng của tường thành, và các ngươi sẽ bị ném vào Ha-môn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đi đến Bê-tên mà phạm tội, hãy đi đến Ginh-ganh mà phạm tội thêm đi. Mỗi buổi sáng hãy đem sinh tế đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi. Hãy thiêu tế lễ cảm tạ bằng bánh có men, hãy rao ra những tế lễ lạc hiến.
hãy khoe khoang cho thiên hạ biết đi. Hỡi con cái Israel, vì các ngươi thích làm như thế. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn ta sẽ làm cho răng các ngươi sạch sẽ trong mọi thành của các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta cũng không ban mưa xuống cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã ban mưa trên thành này, nhưng không ban mưa trên thành kia. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được mưa thì khô héo. Vì vậy, người ta đi lang thang từ thành này đến thành khác để tìm nước uống, mà không tìm ruộng nước để uống. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã khiến dịch bệnh đến trên các ngươi cũng như ở Ai Cập. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và ngựa của các ngươi đã bị bắt đi. Ta đã làm cho mùi hôi thối từ trại quân các ngươi bay đến lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã lật đổ một số người trong các ngươi, như khi Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah, và các ngươi giống như que củi rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì vậy, hỡi Israel, ta sẽ làm cho ngươi như vậy. Hỡi Israel, vì ta sẽ làm cho ngươi như vậy, nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật, chính Ngài đã làm nên đồi núi và tạo nên gió. Chính Ngài bày tỏ tư tưởng trong lòng người ra. Ngài đổi hừng đông ra tối tăm và bước đi trên những nơi cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Sách A-mốt chương 5. Nước Israel sụp đổ. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời này. Đây là bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi. Trinh nữ của Israel đã ngã xuống, sẽ không bao giờ dậy nữa. Nó đã bị ném xuống đất mà không ai đỡ dậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán, thành nào ra 1.000 quân chỉ còn 100, thành nào ra 100 quân chỉ còn 10 người cho nhà Israel mà thôi. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà Israel. Hãy tìm kiếm mặt ta thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-ganh, đừng đi đến Bê-e-sê-ba. Vì Ginh-ganh sẽ bị lưu đày, Bê-tên sẽ bị tiêu diệt. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nhà Joseph và Bê-tên, không ai dập tắt được. Các ngươi đổi công lý ra cay đắng và ném lẽ công chính xuống đất. Hãy tìm kiếm đấng dựng nên chòm sao rùa và sao cày, đổi bóng tối ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm đen, gọi nước biển và đổ nó trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, các thành lũy bị phá hủy. Chúng ghét người quở trách chúng nơi cổng thành và ghê tởm kẻ dám nói ra sự thật. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì. Vì thế, những nhà mà các ngươi xây bằng đá vuông, nhưng các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết sự vi phạm của các ngươi quá nhiều, tội lỗi của các ngươi không thể kể xiết. Các ngươi áp bức người công chính, nhận của hối lộ mà không bênh vực công lý cho người nghèo nơi cổng thành. Vì vậy, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh vì là thời buổi gian ác. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành. Hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán. Trong mọi quảng trường, người ta sẽ than khóc. Trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: than ôi, than ôi. Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than vãn, và những kẻ khóc thê đến để hát bài ai ca.
trồng các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than, vì ta sẽ đi qua giữa người. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngày của Đức Giê-hô-va. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Đó là ngày tối tăm chứ không phải là ngày tươi sáng. Giống như một người chạy trốn sư tử lại gặp con gấu, khi bước vào nhà giữa tay trên vách thì lại bị rắn cắn. Chẳng phải ngày của Đức Giê-hô-va là ngày tối tăm, không ánh sáng, ngày mù mịt không tươi sáng đó sao? Ta chán ghét, khinh thường những kỳ lễ của các ngươi. Ta không ưa thích những lễ hội trọng thể của các ngươi đâu. Mặc dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đoái xem những con thú mập béo dùng làm tế lễ bình an của các ngươi. Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi ta. Ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa. Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn. Hỡi nhà Israel, các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ chay cho ta trong 40 năm nơi hoang mạc không? Vậy mà các ngươi lại khiêng Si-cút, thần của vua mình, và Ki-dun, thần ngôi sao của các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa Mách. Đức Giê-hô-va phán vậy. Danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.